đây 10 năm. Thì khi ngưng thuốc, uống 2 năm ngưng thuốc vài tháng, năm sau là bắt đầu tái lại nữa, lại uống, tái lại nữa, lại uống. Thì tôi mới hỏi, cái bà chính trọng này tôi hỏi, sao bà khi khác, nó đi mổ cho rồi đi, hoặc là đi uống, mình dốt uống xài cho nó đừng tái phát nữa. Thế nó tái đi tái lại hoài. Bà mới nói chứ không, mổ cái xấu, có cái sẹo xấu, còn uống thì dốt uống xạ thì phải sợ ung thư. Thật ra nói chung là bà chấp nhận uống thuốc. Đó. Nhưng mà sao cái này là bà đang ngưng thuốc rồi nè, bà đang ngưng thuốc rồi đó. Tôi mới thì nhìn tôi mới thấy, thì tôi mới hỏi là đó thì bà có điều trị thuốc cổ mà nó có bị ba sô mà điều trị, bà mới kể là đã tái phát nhiều lần rồi. Tôi mới nói cái cổ này của bà sẽ còn tái phát được. Tôi mới nói là cái cổ bà sẽ còn tái phát nữa, thì bà mới nói là bà biết mà, tại vì bác sĩ đã nói với bà rồi là bà sẽ còn tái phát và bà đã bị tái phát mấy lần rồi đó. Thành ra là khi mình làm trên xoa mình thấy là không bao giờ trở về cái yêu dày được, là mình tin tưởng cái tái phát của nó. Đó là một. Thì có vấn đề chỗ là khi mà nó đáp ứng hoàn toàn cái điều trị, tức là nó trở về yêu dày hoàn toàn luôn rồi. Bây giờ một cái cho bệnh nhân tự nhiên cái đau đau họng là gì đó, hay có cuộc họng cổ viêm gì, bệnh nhân đi đến khám ha, thì bác sĩ sau khi khám lâm sàng xong sẽ cho đi làm siêu âm. Làm siêu âm mình thấy cái gì, tuyến giáp to, tại vì ba sô mình điều trị xong tuyến giáp trong cái nhỏ thì không xem được, nó vẫn to. Giờ tuyến giáp to thì cũng vậy, động nhất không có tăng sinh mạch máu gì hết. Vậy thì mình sẽ kết luận đó là gì, một cái bệnh gì mà để nó cho hình ảnh là tuyến giáp to để cô dày đồng nhất không tăng sinh nó hả, bình giáp lan tỏa. Mình giảm lan tỏa. Thành ra nếu như mà cái người bác sĩ làm siêu âm không chịu hỏi bệnh nhân, nhìn vô cái mình giảm lan tỏa, kết luận liền mình giảm lan tỏa. Đến gặp bác sĩ lâm sàng cũng nói thấy là siêu âm nói mình giảm lan tỏa, bà này cũng đâu có dấu hiệu gì cường giáp đâu. Thành ra là điều trị cái mình giảm lan tỏa bằng cách cho cái gì đó, sự demodioxin. Thì sao? Nó thì lại cường giáp nữa nha. Thành ra là trước khi mà kết luận một cái bệnh giáp lan tỏa là phải hỏi bệnh nhân là đó thì cái điều trị của cổ bao giờ chưa. Luôn luôn tôi là vậy á, tôi hỏi bệnh nhân là có điều trị của cổ bao giờ chưa, nó chưa giờ điều trị gì hết, kết luận bệnh giáp lan tỏa. Còn nếu hỏi là cái bệnh nhân đã từng có rồi đó thì thôi. Rồi đây là một bệnh nhân ba sô mà đã được điều trị bằng iốt phóng xạ. Thì các bạn biết người ta nói là điều trị bằng iốt phóng xạ tức là một cái phẫu thuật không cần dao, nói là sau khi mà điều trị phóng xạ xong thì giáp ta bé cũng không còn cái gì hết. Ví dụ như đây là khí quản, đây là động mạch, giữa khí quản và động mạch gần như không còn biến chứng giáp nào luôn nha, khỏi cần dao. Đây là khí quản này, đây là động mạch, còn chứng giáp một xíu luôn. Còn đây là một bệnh nhân đã điều trị bằng thuốc kháng giáp tổng hợp, và các bạn nhìn thấy cái này có đồng nhất không, cái bây giờ đồng nhất không, không. Như vậy thì khả năng tái phát nó sẽ rất là cao. Rồi, đây là những cái nhân tập cường giáp là do nhân lành tuyến giáp ở cái giai đoạn mà nó hoạt động của nó thì lúc đó. Nhưng mà nãy tôi đưa cho các bạn xem cái hình tăng sinh mạch máu chủ yếu ngoại biên đúng không? Những cái nhân lành tuyến giáp tăng sinh máu chủ yếu ở ngoại biên đó là trong giai đoạn không hoạt động. Và bây giờ trong giai đoạn hoạt động của nó, bạn nhìn thấy nó tăng tùm lum hết trơn. Hả? Ngoại biên trung tâm thì cũng có máu rất là nhiều luôn. Và nhiều khi nó lớn nhanh quá, máu vui nó không đủ. Nó nàng bên trong phải như là tăng sinh máu một thứ nó không còn ở lúc này nữa. Đây là giai đoạn hoạt động. Rồi cái bài tuyến giáp thì đến đây là hết. Hai gì đó, hai bài của một lượt như thế này tôi biết các bạn quải có ai thắc mắc gì không, có thể thi nữa.